thưa quý vị, quỹ Chung một tấm lòng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp Chung một tấm lòng vì đồng bào miền Bắc thương yêu hôm nay tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của những tấm lòng vàng. Thông qua quỹ Chung một tấm lòng, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV kêu gọi người dân ở mọi miền đất nước cũng như những người dân đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay trợ giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lụt. Là người con quê hương Phú Thọ, từ sáng sớm, vợ chồng ông Phượng và bà Ngọc Diệp di chuyển từ quận 12 đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để đóng góp ủng hộ đồng bào. Quê mình thì cũng ảnh hưởng là do sập cầu. Thế thì Phú Thọ cũng có rất nhiều nơi như Thanh Sơn, rồi là bây giờ hiện nay là đang Hạ Hòa. Thì bà con ở ngoài quê cũng đang làm từ thiện đấy, nhưng mà mình ở xa thì thôi thì không có cái gì cả, thì vợ chồng cũng đến đây thì cùng mấy con cháu trong gia đình thì đóng góp một ít để gọi là gật tấm lòng. Chung một tấm lòng để ủng hộ đồng bào bão lụt thôi. Gia đình thì hiện tại thì kinh tế cũng không là khá giả gì, nhưng mà vì đồng bào miền Bắc thì mình chung tay lá lành đùm lá rách, một chút xíu gọi là tấm lòng của người dân thành phố gửi đến bà con miền Bắc, mong rằng đồng bào mình bớt được chút xíu khó khăn, qua được cái cơn hạn nạn này mau chóng coi như là phục hồi lại. Năm 2021, từng đến ủng hộ quỹ Chung một tấm lòng vaccine vượt qua COVID-19 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát động, thấu hiểu nỗi khó khăn của đồng bào miền Bắc. Lần này, anh Lộc tiếp tục trở lại với con heo đất, thành quả tiết kiệm của anh thời gian qua để đóng góp vào quỹ Chung một tấm lòng. Một cái tình cảm của cá nhân gửi tới cho đồng bào miền Bắc, và cũng mong muốn là số tiền trong con heo này sẽ được gửi tới đồng bào miền Bắc. Trong cái sức lực nhỏ bé của mình thì ngay lập tức khi có bão lũ xảy ra và nhân dân ở các tỉnh thành rất là khó khăn, thì chúng tôi đã chủ động thực hiện cái chương trình của riêng mình trước, đấy là phát thuốc miễn phí và đồ sơ cứu miễn phí cho người dân ở các tỉnh bão lũ. Chúng tôi cũng rất là vinh dự được đứng tại đây hôm nay để đồng hành cùng với cả Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái chương trình này. Và chúng tôi cam kết nhận thông tin từ các cơ quan đoàn thể về cái nhu cầu, về cấp bách của người dân để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ và đồng hành ở các hoạt động tiếp theo. Quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình đã lan tỏa thông điệp nhân ái đến rất nhiều người. Có những tấm lòng thơm thảo, sẵn lòng đóng góp vì cộng đồng mà chẳng cần để lại tên tuổi.